Kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là những sợi dây loa. Đây được gọi là những sợi dây loa quân sự mà chúng tôi đã thu mua được với giá rất là tốt và chất lượng cực kỳ là cao. Và đến nỗi chúng tôi còn phải ngạc nhiên vì chất lượng của những sợi dây loa như thế này. Đó. Cái sợi dây này nhìn rất là đơn giản, quý vị và các bạn có thể thấy rất là đơn giản và mộc mạc, rất là nhỏ gọn. Thế nhưng mà khi chúng tôi test lên giảm chất lượng vô cùng là chi tiết, tiếng chép cái giải cao rất là lồng lộng đó. Thì hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn, ở đây là những sợi dây gọi là dây tín hiệu, không thực chất là không phải dây loa mà là sợi dây tín hiệu, được sử dụng trong các quân sự quân đội của Nhật đó. Đây để tách cho quý vị và các bạn cùng xem. Ở đây là cái sợi dây, ở đây có rất là nhiều size. Cái size mà tôi đang dùng ở đây là size tiết diện là 1.5 ly nhé, 1.5 ly. Ngoài ra thì còn có những cái sợi tiết diện lớn hơn. Tách cho quý vị cùng xem. Rất là chặt. Đó. Cái vỏ nó rất là chặt cái sợi dây. Chính vì vậy mà oxy nó không đi vào trong dây được, nên là khi tuốt ra dây rất là sáng đó, không hề bị oxy hóa. Quý vị thấy không? Tuốt ra trắng tinh đó, màu bạc đặc trưng này. Tôi xem cho quý vị bạn, đây là dây đồng mạ bạc chứ không phải dây bạc nhá. Đây là ánh đồng đỏ này, quý vị có thể quan sát kỹ hơn một chút. Đó, rất là sáng. Đó. Đây có thể do bí quyết gì đó mà cái sợi dây này qua thời gian rất là lâu rồi vẫn giữ được cái sự là ánh kim như thế này, không hề bị oxy hóa. Đây, tôi tách cho quý vị cùng xem. Ở đây nó gồm rất là nhiều các cái sợi nhỏ này. Thực chất là rất là nhiều các cái bó nhỏ, bó đồng nhỏ, li ti họ quận lại. Đó, quý vị thấy. Và cái sợi đồng đây cực kỳ là nhỏ nhá. Quý vị thấy không? Thậm chí còn nhỏ hơn cả sợi tóc của chúng ta. Đây, nhỏ quá đến nỗi mà máy quay còn không thể nhìn được này, quý vị thấy không? Rất là nhỏ này. Đó. Mỗi một cái sợi này có tiết diện là 1,5 ly. Đó. Ngoài ra thì còn có loại 2,5 ly như thế này. Đó, 2,5 ly này, đây là 4 ly. Và màu thì có rất là nhiều màu. Thì chúng tôi tuyển chọn được nhiều nhất là màu đen. Quyết định là sử dụng màu đen, đa số nó rất là đẹp và sang như thế này. Thì những sợi dây này chúng tôi sử dụng thì trên loa tàn giải rất là hay. Quý vị các bạn sử dụng loa tàn giải nghe nhạc vàng, nhạc bolero cực kỳ là chi tiết, âm rất là tách bạch. Đó. Một bộ 2,5m như thế này, một bộ dây loa 2,5m như thế này, chúng tôi để cho quý vị và các bạn là giá 280.000 đồng một bộ. Miễn phí ship cho quý vị và các bạn nhé. Tôi nhắc lại là 280.000 đồng miễn phí ship giao đến tận tay. Còn một cấu hình khác là chính là chúng tôi sử dụng hai sợi tiết thành một như thế này, hai sợi tiết thành một để cho quý vị và các bạn sử dụng cho loa 3 đường tiếng công suất lớn nhé. Ví dụ như là bass 25-30 trở lên thì các bạn sử dụng được cái cấu hình này. Đó, tiết 2 thành 1 như thế này. Thì sợi này tôi để cho quý vị và các bạn giá là 550.000 đồng một bộ dây như thế này. Sử dụng cho loa 3 đường tiếng hoặc là loa toàn giải rất là hay, âm rất là tách bạch và chi tiết. Thực sự đến nỗi chúng tôi còn phải ngạc nhiên nhé. Tôi nhắc lại, trông vậy thôi còn phải ngạc nhiên với những sợi dây như này. Chất lượng rất là tốt. Và cái quý vị và các bạn muốn deep jack thì chúng tôi có thể sử dụng cái đầu jack. Đây, ở đây là jack bắp chuối răng cưa nhé. Chúng tôi sử dụng đều sợi jack được mạ vàng hết nhé. Rất là tốt. Quý vị các bạn muốn được lắp rắc đầy đủ rắc như thế này, 8 đầu rắc, ở đây là tôi lắp cho khách nên chỉ lắp 4 đầu thôi, 8 đầu rắc nhé, như thế này, thì quý vị các bạn thêm cho tôi 200.000 đồng nữa thôi nhé, 200.000 đồng full 8 đầu rắc, càng cua, bắp chuối hay mỏ chim đều được nhé. Đó, rắc chúng tôi sử dụng đều là rắc chất lượng rất là tốt này, quý vị các bạn thấy đây, đây là rắc mỏ chim nhỏ. Đó. Những bác nào mà muốn sử dụng cái giải bát ấy, cái giải bát mà lớn
Đối với những loa công suất lớn mà muốn giải bass mà hay và tròn thì khuyên quý vị bạn sử dụng cái dây tiết diện 4 ly này. Đây nhá, tiết diện này là 4 ly. Đánh cho giải bass cực kỳ là căng, tròn và không hề có đuôi, kiểm soát rất tốt giải bass. Đây. Cái này cấu hình thì cũng giống dây dưới này thôi. Thế nhưng mà cái khi chúng tôi sử dụng đánh thì do giải bass cực kỳ là đầm ấm, bass rất là đầm. Đó. Dây 4 ly này thì dáng sẽ cao hơn một chút nhá. Còn ngoài ra còn dây 2,5 ly này. 2,5 ly này tôi để cho quý vị các bạn giá là 80.000 đồng một mét đôi nhá. 80.000 đồng một mét đôi. Tức là một bộ dây loa 5 mét, tức là 2,5 vế. Quý vị phải chi khoảng tầm 400.000 đồng. Và chất lượng phải khẳng định là quý vị các bạn sẽ thật sự bất ngờ với cái mẫu dây quân sự như thế này. À, cái lớp vỏ của nó rất là mỏng thôi. Chính vậy khi tuốt ra cái lõi rất là lớn. Và cái điều đặc biệt, cái hay nữa chính là cái lớp vỏ teflon này này, nó có tác dụng là nó có cái chịu nhiệt rất là tốt. Đấy, chịu nhiệt rất là tốt và có thể được chống nhiễu bề mặt một phần nào đó, có thể chống nhiễu được bề mặt rất là tốt nhé. Tôi đốt cho quý vị các bạn cùng xem nhé, cái tính chịu nhiệt rất là cao. Ở đây quý vị thấy không? Cái vỏ này chịu nhiệt rất là tốt. Đó, tôi đốt nóng tay rồi này, không hề sao, không hề có biến dạng gì cả. Đấy, cái vỏ chịu nhiệt rất là cao. Và quý vị thấy này, cái lớp vỏ nó cũng rất là đặc trưng nhá. Nó vằn 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 vằn, nó rất là bóng, nó cũng sần sần. Đó. Chính vì vậy quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu những cái bộ dây loa chất lượng như thế này, một giá là vô cùng là hấp dẫn, 250.000 một bộ dây như này. Cả ship vào là 280.000 là quý vị các bạn nhận được sở hữu được sợi dây này. Và đây cấu hình là 4 sợi như này, có giá là 550.000 đồng. Đó. Tôi nhắc lại là không có rắc nhá. Và giá đã bao gồm phí vận chuyển nhá. Chính vậy quý vị các bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ số điện thoại tôi để phía dưới nhá, hoặc là để lại số điện thoại dưới phần bình luận. Chúng tôi sẽ liên hệ và giao hàng cho quý vị và các bạn. Và có một cái lưu ý đến quý vị các bạn là cái màu, có thể màu đen chúng tôi hết, chúng tôi sẽ chuyển sang màu khác nhá. Có thể là màu trắng, màu xanh hoặc màu đỏ gì đó nhá. Còn chất lượng sẽ đảm bảo sẽ như này. Chỉ có khác màu ấy thôi. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video.